Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Luận Đàm Thời sự trong tuần này cùng với Dược sĩ Phạm Khắc Khiêm và Tiến sĩ Đinh Xuân Quân. Trở lại với tình hình ngoại giao của Hoa Kỳ trong tuần lễ vừa rồi, thì ngoài cái chuyện mà thỏa hiệp nguyên tử với Iran, thì vấn đề của Bắc Hàn vẫn chưa giải quyết xong. Nhưng mà ít nhất trong vòng một tháng vừa rồi, tình hình nó không còn leo thang thêm phải không ạ? Nếu chưa giảm nhiệt cường độ thì cũng có vẻ như là cả hai bên đều muốn đấu võ mồm, chứ chưa có cái hành động gì cho thấy là có thế chiến xảy ra. Thì cái chuyện đó thì là rõ ràng chứ, tại vì bây giờ nếu mà quý vị cũng thấy là ở Thượng viện Hoa Kỳ thì ông Thượng nghị sĩ Corker đã nói là nếu mà cứ tiếp tục mà đánh võ mồm hoài đó thì chúng ta sẽ đi tới đệ tam thế chiến. Và ông ta nói thẳng là có ba người trong tòa bạch ốc đã là cố gắng để làm cái cân bằng, nghĩa là ông Bộ trưởng Quốc phòng Mattis, đúng không, ông McMaster và ông Kelly là ba người cố gắng giữ làm sao cho tòa bạch ốc không đi một cái hướng mà quá gọi là quá khích. Thì đó là vì vậy Tổng thống Trump đã cãi nhau với bà, chê là ông Corker là đã xin đi muốn đi làm bộ trưởng ngoại giao mà ông này lùng lùng, nghĩa là toàn những cái đòn mà tôi nghĩ là quý vị nói là người Việt Nam mình kêu là toàn là đòn dưới dây lưng đó, nghĩa là đòn là hạ bộ đó. Đúng ra bộ là thượng nghị sĩ Corker ở Tennessee là hiện giờ là chủ tịch ủy ban ngoại giao ở thượng viện, thành ra đó là nhân vật cao cấp nhất trong ngành ngoại giao trong các thượng nghị sĩ. Không những vậy, ông ta còn ảnh hưởng rất là nhiều về cái vấn đề mà từ đó về cái vấn đề luật thuế má nữa. Thành ra khi mà cãi nhau với ông Corker đó mà nói xấu ông Corker đó thì chắc gì đó nó đi tới nó sẽ giải quyết. Nếu mà chúng ta mà muốn, quý vị biết là bên Mỹ thì là ba quyền là phân lập hết, không có người nào hơn người nào hết. Tư pháp không có hơn lập pháp, mà lập pháp cũng không có hơn hành pháp. Do đó muốn làm việc, muốn đi được các cái chính sách mà mình muốn đó, thì phải lúc nào cũng phải làm việc với hai bên kia. Mà nếu mà cứ chửi nhau hoài đó thì là không có đi tới đâu. Tôi chỉ lấy một cái ví dụ, quý vị biết là trong khi mà ra tranh cử đó, lúc đó là chưa được là Tổng thống Trump thì ông ta chê là Thượng nghị sĩ McCain đó là tôi chê mấy cái người nào mà bị bắt, không phải là anh hùng nhưng mà bị bắt. Vì vậy cái gì xảy ra, hai lần ra Obamacare muốn xóa bỏ Obamacare, hai người mà nói no đó là Thượng nghị sĩ McCain, mà không có ai nói là ông McCain là cái người gọi là thiên vị, đúng không? Thành ra tôi thì tôi thấy là vậy, người Việt Nam mình có cái hay đó là thêm bạn bất thù. Thì tôi cũng mong là ông tổng thống kia hiểu người Việt Nam, tâm lý Việt Nam là thêm bạn bất thù. Nếu mà thêm thù thì nghĩa là không có chính sách, không có được cái gì hết. Chú nghĩ là thực sự hai bên có gây nhau hay là hai ông chỉ bày chuyện tranh luận để cho để mà trong một cái kế hoạch ngoại giao gì đối với Bắc Hàn với Iran? Thực ra thì tôi thấy tất cả nó đều đồng bộ, thống nhất với nhau, chứ không có gì khác biệt hết. Bởi vì bây giờ tôi phân tích như này, người ta cứ nói rằng Trump tính nết bất thường, có thể ông đánh Bắc Hàn bất cứ lúc nào, nếu mà cảm thấy đánh là đánh. Thì bây giờ đấy là cái gậy, cái củ cà rốt ấy, là những người khác bảo vẫn còn cái con đường ngoại giao, vẫn còn con đường ngoại giao. Nhưng mà nếu anh không nghe đấy thì ông tổng thống nó bất thường sẽ đánh bất cứ lúc nào. Nhưng mà chúng ta phải nhìn thấy điều này, ông Trump không phải là một người khố rách ôm, ông là một tỷ phú. Bây giờ nếu đánh ấy, cái stock của ông tất cả mọi cái mất hết. Và chính đó là điểm mà những người đầu tư vào Hoa Kỳ người ta vẫn cảm thấy rằng nó an toàn, cho nên cái stock nó vẫn lên, đó là điểm đó. Cho nên giữa hai người chúng ta thấy có vẻ khác nhau, thực sự nó thinh khách thống nhất, chứ không phải là nó nghĩa là đối đầu với nhau.
Còn những cái chuyện mà báo chí nói là người này nói này, ông này IQ nó phân ông kia, cái đó là chuyện mà chúng ta phải nhìn thế này. Ông Trump nó không phải là một nhà chính trị cũng như ngoài là ngoài ngoại giao, thành ra cái gì cũng nói cái là hủy tuyệt. Cũng giống như là kỳ vừa rồi ông nói chuyện với lại ông thủ tướng Trudeau đó, bảo các ông muốn người lo tới đất nước của ông dân giàu có thì chúng tôi cũng phải lo vậy. Thế nên nếu họp với nhau và đồng ý với nhau thì chúng ta ngồi với nhau để mà chúng ta đi tới cái mục đích. Còn nếu không có nên là cái cuộc ly dị tan thì đó là cái kiểu nói một cách trắng trợn, không có cái là ngoại giao nào kia. Nhìn như thế, nếu nhìn như thế thì chúng ta sẽ hiểu rõ một vấn đề là cái con đường của Hoa Kỳ đó nó vẫn không có phải là đi vào cái chỗ bế tắc như là người ta nghĩ. Tôi nhìn cũng giống mà khác anh Khiêm ở chỗ này. Quý vị thấy là ở bên Hoa Kỳ đó thì là tam quyền phân lập, thành nó không có thể nào độc tài được. Muốn độc tài cũng không độc tài được. Ông Trump muốn làm đó, cũng không làm được. Rốt cuộc là về vấn đề mà di dân đó, có làm được không? Chưa làm được gì hết. Đúng không? Thành ra cái nó làm cái hay. Ai cũng biết đó là Hoa Kỳ có 1000 lần khả năng đánh bại Bắc Hàn. Một cái tàu ngầm Hoa Kỳ có thể nghĩa là tiêu diệt Bắc Hàn được. Nhưng mà cái gì? Cái cách là mình nói mà nhiều khi có người ta hiểu lầm. Tự nhiên là đi ra cãi nhau với thằng khùng Kim Jong-un thì nó chửi lại, thì có phải là ông tổng thống là mất mặt không? Cái vấn đề của tôi đó không phải là cái vấn đề mà ông dược sĩ nói tôi đồng ý ông, nhưng mà nó có cái là mình cái cách mình nói, mà mình nói cách nào để người ta, tại vì ông tổng thống Hoa Kỳ được cả thế giới, tôi nhắc là cả thế giới nhìn đây là một người gọi là nghĩa là đứng đầu mà người ta nên bắt chước. Mà ăn nói vậy thì ví dụ ăn nói với ông Cò Cơ, với ông thượng nghị sĩ mà toàn là cái đoàn mà dưới dây lưng đi, thì mai mốt nó không coi ra gì hết, đúng không? Và ông nói chuyện với kia một thằng kia nó cãi lại, nó chửi tục nữa, ví dụ vậy đó, thì là nó không ra gì hết. Thành ra đối với tôi đó thì cái chuyện mà chắc chắn là rõ ràng là không phải tổng thống muốn làm gì cũng được, nhưng mà cái cách ăn nói làm sao để cho mọi người vui vẻ mà là bạn hết chứ không phải là thù. Tự nhiên là thành thù thì nhất là trong nội bộ. Ví dụ có bao giờ một tổng thống nào mà la một ông thứ trưởng ngoại giao khi ông ta đang negotiate ở bên Bắc Hàn không, ở bên về vấn đề Bắc Hàn không, nói cho mất thì giờ đừng có ấy làm chi. Nhưng mà có nhiều cách mình làm chứ không phải là như vậy. Ông có bao giờ ông thấy tất cả bao nhiêu tổng thống mà chê ông ngoại trưởng mình như vậy, đang đi làm việc mà bị như vậy thì có phải cục hấn không? Và ngược lại, nếu mà ông chửi lại thì có phải là nó không ra gì không? Người Việt Nam mình đó, nó có cái là mình nhìn cái đó là kỹ lắm, nhất là cái gọi là Office of the President, là cái chức vụ tổng thống, thì cái đó là một cái chức vụ phải kính nể và phải được, mà muốn người ta kính nể mà được thì mình phải ăn nói cho nó đàng hoàng một chút. Đó thì tôi thấy là cái chuyện là tôi chỉ về cái chung thì tìm tôi với ông dược sĩ không có khác đâu, nhưng mà tôi thì nói cái cách ông ta nói như vậy là không chấp nhận được. À, có ảnh hưởng gì đến ông Tillerson không ạ? Cái công việc ông đang làm gì? Thực ra tôi thấy nó không ảnh hưởng, bởi vì một ông rất nhẹ nhàng về ngoại giao, một ông ấy là sẵn sàng có thể như là tính khí bất thường, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh. Và chính vì thế cho nên bây giờ các quốc gia mà hồi trước dung dưỡng công nhân của Bắc Hàn bắt đầu lục tục đuổi về, kể cả những công nhân Bắc Hàn ở Trung Quốc nữa. Thực ra ông ấy theo cái kiểu tôi nghĩ rằng đi bụt mặc áo cà sa, đi ma mặc áo giấy, thành ra sẵn sàng nói kiểu đó. Cho nên kể từ cái lúc mà trong thời gian vừa rồi đó, chúng ta thấy cái cuộc khẩu chiến đó, nó cũng bắt đầu nó không có nặng nữa, không có mạnh mẽ nữa. Đấy là điều mà nhìn thấy. Chứ còn giữa tôi với lại Đinh Xuân Quân, hai người nghĩ là rất hoàn toàn đồng ý với nhau là
không có cái chuyện gì là giữa hai người nghĩa là nặng nề đến mức độ mà ông này phải từ chức, ông kia phải từ chức cái chuyện đó. Chưa nghĩ không, chưa có chuyện đó, chưa đến mức độ đó. Xin quý khán giả tiếp tục theo dõi, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.